Trọng tâm mưa là Quảng Bình tới Khánh Hòa và Tây Nguyên. Và như vậy Huế cũng là một trong những địa phương nằm trong vùng trọng tâm mưa lớn của đợt này. Địa phương này đã chuẩn bị những gì để ứng phó với đợt mưa này? Thì ngay bây giờ xin được kết nối điện thoại trực tiếp với ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin chào ông ạ. Hiện tại tình hình mưa ở Huế ra sao và địa phương đã có những biện pháp gì để ứng phó ạ? Lúc này ở Thừa Thiên Huế đã có mưa để ứng phó đợt mưa lũ lớn trong những ngày tới. Vào sáng nay thì Ủy ban tỉnh tiếp tục tổ chức cuộc họp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh chủ trì. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Ủy ban tỉnh đã tổ chức cuộc họp để ra soát cũng như là triển khai các phương án ứng phó. Văn phòng thường trực đã có công điện và thường xuyên cập nhật thông tin tình hình mưa lũ trên các hệ thống thông tin để người dân chủ động tránh. Trong các ngày qua, Ban Chỉ huy cũng đã chỉ đạo lên tuần hành đổ chữ hồ chứa nước thủy điện tăng cường điều tiết để đưa mực nước về mực nước đón lũ quy định. Đối các hồ thủy lợi thì đã mở hồ quan cửa van để đón lũ, chỉ đạo các địa phương ra soát các phương án sơ tán dẫn đối với kịch bản mưa lũ lớn nhất đề phòng ngập úng đô thị. Rồi các lực lượng cũng đã sẵn sàng, đặc biệt lực lượng bộ chỉ huy tỉnh, biên phòng, công an và các địa phương sẵn sàng cũng như các lực lượng phương tiện để triển khai các phương án ứng phó mưa lũ lớn. Về đối với sạt lở lũ quét thì Ban Chỉ huy cũng đã có văn bản cảnh báo các vị trí nguy cơ lũ quét, tức là đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn để các địa phương chủ động phòng tránh, đồng thời ra soát và chủ động sơ tán di dời các hộ dân các khu vực nguy cơ cao sẽ lũ quét, sạt lở đất đến an toàn. Dạ vâng, rất xin cảm ơn ông Đặng Văn Hòa về những thông tin cập nhật vừa rồi về tình hình mưa cũng như là công tác ứng phó với mưa lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và cùng với Huế thì tỉnh Quảng Nam cũng được dự báo là sẽ phải chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khả năng lượng mưa là rất lớn. Đồng bằng có nguy cơ ngập lụt, miền núi có nguy cơ sạt lở và đặc biệt là khi hậu quả của cơn bão số 4 hồi cuối tháng 9 vừa qua vẫn còn chưa được khắc phục hết. Chính quyền và người dân địa phương tỉnh Quảng Nam đã triển khai những biện pháp để ứng phó với đợt mưa mới này. Vừa tất tả dọn lụt trở về, nay lại chuẩn bị ghe để phòng nước lớn. Nhà cửa chen chống, di chuyển lúa gạo, vật dụng lên cao. Còn nước lớn tới đâu thì di chuyển đến đó. Một tháng ròng rã với mưa, bão, lụt, rồi lại chuẩn bị lụt. Giờ đã trở thành chuyện hàng ngày với người đàn ông này. Khi mà có lụt bão lớn thì đã tìm ra các khả năng một cầu đó để là lo cuộc sống vậy hàng ngày. Trẻ em và công cá nó nhỏ này thì phải lo chuyển đi trước. Còn những anh người chủ chọc cho nhà này là con nó chống ra chạy ra chạy vô thì con nó nhỏ kia. Liên tục trong hơn 2 tuần, bão, lũ, mưa lớn đã làm cho cuộc sống của bà con Quảng Nam đảo lộn. Do vậy, trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ ở 6 huyện miền núi cao, ý thức tự di rời đến nơi an toàn của hàng vạn bà con dân tộc thiểu số đã được nâng cao, bởi họa sạt lở núi vẫn còn treo lơ lửng. Và tại những điểm khu vực sơ tán là chúng tôi bố trí là cán bộ, rồi tất cả như là công an, lực lượng quân sự, rồi thanh niên xung kích là cùng hỗ trợ giúp cho người dân trong cái việc mà đảm bảo khu sơ tán. Sau khi sơ tán về nấy ảnh hưởng bị nhà cửa thì lực lượng này cũng cùng với người dân giúp dân để khắc phục ngay cái nhà cửa cho người dân để ổn định nhanh nhất về cái cuộc sống của người dân. Dự báo từ đêm 13 tháng 10 đến 15 tháng 10, Quảng Nam nằm trong vùng trọng điểm có mưa to đến rất to. Tình hình ngập lụt, sạt lở đất chắc chắn sẽ diễn ra. Vì vậy, công tác chủ động ứng phó của chính quyền và người dân từ đồng bằng đến miền núi sẽ giảm bớt phần nào thiệt hại do mưa to gió lớn gây ra. Trong khi đó, tại Phú Yên thì từ chiều qua đã có mưa rất to, dự báo đợt mưa này kéo dài đến chủ nhật tuần này. Mưa lớn đã khiến cho các xe cộ đi lại trong đêm gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên vẫn đang bị hư hỏng nặng từ sau cơn bão số 4 cuối tháng trước và vẫn còn chưa kịp sửa chữa. Việc lưu thông trên quốc lộ 1 lại càng thêm vất vả. Sau đây là phản ánh của phóng viên Nguyên Linh ngay trong đêm qua. Ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt trên tuyến chuẩn bị vào tuyến tránh của quốc lộ 1 đoạn đi qua thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên ạ. Bắt đầu từ chiều nay thì mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bắt đầu nặng hạt. Mà theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh Phú Yên thì lưu lượng mưa bắt đầu từ chiều ngày 13 sẽ đạt từ thấp nhất là 80 mà cao thì đến 300mm. Và thực tế là từ chiều tối đến lúc này mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã rất lớn. Mưa lớn khiến các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Phú Yên rất khó khăn.
Một phần thì trời mưa to khó đi, một phần là vì đường hư khá nặng. Quý vị có thể thấy trong cái đoạn đường này rất nhiều hầm hố. Và với tình hình hiện nay thì dự kiến trong những ngày tới thì quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục hư nữa khi mà mưa quá lớn. Mưa lớn như thế này là lưu thông rất là khó khăn, là bà con đi rất là nguy hiểm. Mong muốn Bộ Giao thông Vận tải là cố gắng là sửa cho lớn rồi với lại là làm cho cẩn thận lại, tỉ mỉ lại cho bà con đi cho nó an toàn. Trong suốt ngày 13 thì khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo các đơn vị đã lắp đặt thêm 30 biển cảnh báo và 50 đèn cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm trên quốc lộ 1. Và điều quan trọng nhất lúc này là tất cả mọi người khi lưu thông trên khu vực này thì phải vô cùng thận trọng trong khi chờ các cơ quan chức năng có một giải pháp phải sửa chữa lớn và sửa chữa triệt để. Bởi nếu không thì mùa mưa nào thì đường cũng hư.